Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Mobile City. Trên mặt bàn của mình hiện tại chính là hai em điện thoại cực kỳ xịn sò nhé, Vivo X100S và Redmi K70 Ultra. Hai chiếc điện thoại này thì cùng được trang bị con chip Dimensity 9300 Plus, cực kỳ mạnh mẽ, nói chung ấy là mạnh mẽ nhất của thế giới rồi. Và ok, hôm nay là một video thử thách hiệu năng và so sánh hiệu năng giữa hai em máy này nhá. Hệ điều hành của Vivo IQ Original S hay là Xiaomi Hypo S sẽ hơn nha. Bắt đầu video thôi. Ok, bài test đầu tiên sẽ là đóng mở app nhé. Mình sẽ thử với việc đóng mở một app liên tục để xem máy nào mượt hơn. Trong bài test đóng mở một app ấy thì mình cảm giác rằng Xiaomi Hypo S đang mượt hơn một tí nhé. Ok, đóng mở hai app này. Mình cảm giác rằng Vivo IQ rất là mượt nhưng mà vẫn có một cái sự khựng nhẹ. Tiếp theo sẽ là bài test tốc độ mở app này. Đầu tiên, tựa game Subway Surfer. Redmi K70 Ultra sẽ vào trước nha. Tem Brand 2 này. Redmi K70 Ultra sẽ vào trước nha. AnTuTu Benchmark này. Redmi K70 Ultra lại vào trước hay sao nhỉ? TikTok này. Tiếp theo sẽ là PUBG Mobile này. Có vẻ như Redmi K70 Ultra đang chậm hơn rồi. Tiếp theo sẽ là đến với cả Genshin Impact này. Đấy, Redmi K70 Ultra lại chậm hơn nha. Redmi K70 Ultra chậm hơn rồi anh em ạ. Vào đây, vào game này. Ok, K70 Ultra đã thua rồi nhá. Go Tringway nhá. Cùng vào game này. K70 Ultra chậm hơn nha. Ồ, rồi ok. Tiếp tục sẽ là bài test tiếp theo. Bài test giữ đa nhiệm nha. Ok, cả hai máy đều còn. Temporan 2 này. Cả hai máy cũng còn đa nhiệm nhá. AnTuTu Benchmark này. Vẫn còn nha. TikTok. Đều còn nha. Liên minh tốc chiến. Đều còn nha. PUBG Mobile này. Ok, không bị mất đa nhiệm luôn. Genshin Impact. Cả hai chiếc máy này đều phải kết nối lại với máy chủ nhá. Cái đường truyền của nó không giữ lại được nguyên đâu. Go Tringway nhá. Và tựa game Go Tringway thì Redmi K70 Ultra đã bị văng đa nhiệm rồi nhá. Đã bị văng đa nhiệm rồi này. Ok chưa? Vừa xong là phần so sánh spec test, test đa nhiệm và độ giữ app trong đa nhiệm nhá. Và bây giờ thì mới là bài thử thách hiệu năng thực sự đây này. Đầu tiên, mình sẽ bật AnTuTu lên cho các bạn xem điểm số của hai em này là bao nhiêu nhá. Mặc dù cùng là con chip Dimensity 9300 Plus nhưng em Vivo X100S thì điểm số có vẻ cao hơn. Mình sẽ cho tựa game Minecraft ra cửa sổ nổi này. Đối với tựa game này thì Vivo lại vào trước anh em ạ. Mình sẽ vào cái thế giới mình vừa tạo xong nhá. Rồi, ok, Vivo đã vào. Và bây giờ mình sẽ cho tựa game Minecraft này ra cửa sổ nổi này. Ok chưa? Cửa sổ nổi nhá. Sẽ ấn quay phim màn hình. Ok luôn. Đây mới là bài thử thách thực sự đây này. AnTuTu. Ok chưa? Bắt đầu test again. Và đồng thời mình sẽ cho tiến hành nổ bằng này quả TNT nhá. 3 2 1. Nhiệt độ của Vivo X100S đang lên đến mức tầm khoảng 42 độ C rồi. Căng phết anh em ơi. Còn Redmi K70 Ultra mát mẻ hơn rất là nhiều nhá. 35-36 thôi, không nóng quá đâu. Ở phần gần con chip sẽ lên đến mức 38. Nói chung ấy, Dimensity 9300 Plus
trên em Redmi K7 Ultra từ trước đến giờ trong các bài test mình test ấy, thì nó sẽ luôn là mát nhất nhá. Hiện tại thì tốc độ của Vivo X100S có vẻ đáng hơn rồi các bạn ạ. Và càng ngày thì con Vivo X100S nó càng nhanh hơn các bạn ạ. Cả hai chiếc máy đều đang quay phim màn hình, bật 8 app ẩn ở phía dưới và một map Minecraft đang cho nổ TNT nhá. Cảm giác rằng cái độ mượt trên hai em này thì cũng tương tự nhau thôi, không chênh lệch quá nhiều đâu. Nhưng mà tốc độ thì em Vivo đang hơn nhá. Ok, Vivo X100S có vẻ nhiệt độ lên cao quá rồi các bạn ơi. Lên 46, 48 độ C rồi. Phần gần con chip đang xấp xỉ 46 này, 47 này, 48 này, 48 độ C rồi các bạn ơi. Redmi K7 Ultra thì mát hơn rất là nhiều nhá. Chỉ lên tầm khoảng 44 độ C thôi. Tranh nhau tầm 4 độ C khá là căng đấy anh em ạ. Trong bài test ngày hôm nay thì không có một chiếc máy nào bị dính bút lốp cả. Chứ như bài test lần trước thì em Redmi K70 sau khi thực hiện cái bài test này thì không thể lốp nổi cái bài test trên AnTuTu cơ. Còn cả hai máy này thì đều đang lốp được rất là tốt nhá. Độ mượt mình thấy rằng em Redmi K70 Ultra đang chậm hơn rất là nhiều nhá. Nó cứ giật, nó cứ lag này. Trong khi đấy em Vivo X100S nó mượt vãi nồi luôn anh em ạ. Redmi K70 Ultra thì đang có vấn đề gì đấy cho nên là nó giật lag và FPS mình nghĩ rằng thấp hơn rất là nhiều nhá. Và như mọi bài khác test thôi thì em Vivo X100S này đã tự LF Minecraft ra để mà bảo vệ máy nhá. Bảo vệ máy xong ấy thì tốc độ nhanh hơn đáng kể so với em Redmi K70 Ultra đấy. Thì chúng ta sẽ cùng chờ xem là chiếc máy nào sẽ ok nhất nhá. Nhiệt độ của Vivo X100S tầm khoảng 48,3 độ C, 48,5 độ C. Redmi K70 Ultra nhiệt độ tăng tốc rồi, 47 này, 48 độ C rồi anh em ơi. Ê, Vivo X100S lên 49,7 độ C rồi anh em ơi. Trong khi đấy Redmi K70 Ultra sao? 49,5 cũng không khác nhau quá nhiều đâu. Mình đảm bảo với các bạn rằng ấy, nếu mà Vivo X100S vẫn giữ Minecraft ấy thì khả năng cao nó lên 50-56 độ cơ anh em ạ. Nói chung ấy, bài test này thì mình thấy rằng Redmi K70 Ultra quá tốt rồi. Ok, và em Vivo X100S đã xong rồi nhá. Điểm số giảm từ hơn 2 triệu xuống còn 1.418.000 điểm. Và trong quá trình đo này thì Minecraft đã bị văng game rồi nhá. Mình sẽ đo lại nhiệt độ của em X100S đây. Đo xong ấy thì có vẻ giảm nhiệt độ rồi các bạn ạ. Nhiệt độ chỉ tầm khoảng 47,9 độ C thôi. Trong khi đấy em Redmi K70 Ultra thì vẫn tiếp tục đo cái bài test này, nhiệt độ lên tới 48-49 độ C rồi. Ok, và em Xiaomi Redmi K70 Ultra điểm số đã giảm từ 1.900.000 xuống còn 906.000 điểm. Và trong thời gian đấy thì Minecraft vẫn đang giữ này, vẫn đang nổ TNT này. Nhiệt độ sau khi đo xong là 48,9 độ C, rất là nóng luôn nha. Sau cái bài test vừa rồi thì các bạn đủ biết là trong những cái trường hợp nào thì con máy nào sẽ ngon hơn nhá. Gặp quá nhiều những cái công việc nặng ấy thì phần mềm của Vivo và IQ sẽ tự LF ra để mà bảo vệ máy nhá. Còn Xiaomi Redmi K70 Ultra ấy, mặc dù vẫn giữ app và nhiệt độ lại có vẻ mát mẻ hơn so với cả Vivo X100S nhá. Ok, nếu các bạn thấy video của mình hay và hữu ích, hãy cho mình một like, một share, một subscribe để mình dành video tiếp theo hay hơn nhá.